Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Công an thành phố Hồ Chí Minh nói không nóng vội trong điều tra xử lý vụ mái ấm hoa hồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm hoa hồng. Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc họp báo kinh tế xã hội chiều ngày 3 tháng 10. Ông Hà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Thông tin cho rằng vụ việc gây bức xúc lớn, gây chấn động dư luận nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý là không đúng, ông Hà khẳng định. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội hành hạ người khác theo khoản 2, điều 140 Bộ luật hình sự. Về cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Cơ quan công an không thể vì vụ việc nóng, dư luận quan tâm mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý, Thượng tá Hà nhấn mạnh. Trước đó, cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo quyết định 917 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 do bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, trực tiếp quản lý. Sau khi sự việc bạo hành trẻ tại đây bị phanh phui, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này. Trước đó, bé trai 3 tháng tuổi sau khi được giải cứu khỏi Mái ấm Hoa Hồng phải nhập viện vì viêm phổi. Sau 20 ngày, bé tử vong do tình trạng bệnh quá nặng. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 29 tháng 9, bé trai 3 tháng tuổi bị viêm phổi nhập viện trước đó hơn 20 ngày đã tử vong. Đây là một trong hai trẻ được đưa vào bệnh viện điều trị sau khi cơ quan chức năng giải cứu khỏi mái ấm Hoa Hồng, quận 12. Bé trai được đưa đến viện ngày 6 tháng 9 trong tình trạng viêm phổi từ trước nhưng không được mái ấm Hoa Hồng đưa đi thăm khám. Khi vào viện, bé đã trong tình trạng nặng, dù được điều trị tích cực và thở máy nhưng sau 20 ngày, bệnh nhi đã không qua khỏi. Theo bệnh viện, nguyên nhân ban đầu do bé viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan và không đáp ứng điều trị. Trước đó, bé có nhiễm sởi. Như đã đưa tin, chiều ngày 4 tháng 9, hơn 80 trẻ mái ấm Hoa Hồng đã được các lực lượng chức năng giải cứu, đưa về các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng công lập là Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình. Trong số này, có 2 trẻ được Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vì viêm hô hấp. Sau thời gian điều trị, một bé đã xuất viện. 85 bé từ mái ấm Hoa Hồng đều đã hòa nhập tốt với ngôi nhà mới tại các trung tâm bảo trợ trẻ em. Khi tiếp nhận, nhiều em tâm lý chưa ổn định, còn quấy khóc. Nhưng sau 2 ngày, các bé đã quen dần với vòng tay yêu thương của các cô. 85 bé từ mái ấm Hoa Hồng đều hòa nhập tốt với ngôi nhà mới. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Châu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 32 cháu bé từ mái ấm Hoa Hồng, đường Tô Ký, quận 12 vào chiều tối 4 tháng 9 sau vụ bạo hành hàng chục trẻ em gây rúng động dư luận. Sau khi nhận được thông tin sẽ nhận các bé từ mái ấm Hoa Hồng, trung tâm đã điều động thêm nhân sự, chuẩn bị phòng cách ly riêng cho các bé vừa tiếp nhận để đảm bảo an toàn cho thành phố Hồ Chí Minh đang có dịch sởi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.